mừng các bạn đã đến với kênh Hát Sa Ha của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về chủ đề 11 loại hạt mẹ bầu ăn để con thông minh. Tìm hiểu ngay. Trong các loại hạt dinh dưỡng thì có 11 loại hạt mẹ bầu nên ăn để con thông minh hơn. Các loại hạt này bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho bà bầu và thai nhi. Những loại hạt này không những tốt cho bà bầu mà còn cung cấp chất dinh dưỡng giàu axit béo thiết yếu, vitamin B, protein và khoáng chất, giúp thai nhi hình thành và phát triển toàn diện, đặc biệt là trí não của thai nhi. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng thế giới khuyên phụ nữ mang thai nên ăn các loại hạt thường xuyên hơn để giữ cân nặng vừa phải mà vẫn nạp đủ chất bởi không nạp quá nhiều calo. Nghiên cứu tại Mỹ với 8.000 trẻ em tham gia cho thấy những bé có mẹ ăn loại thực phẩm thân thiện này trong thai kỳ giảm hẳn nguy cơ bị dị ứng. Các chuyên gia y khoa tại Bệnh viện Boston, Mỹ còn công bố thêm nghiên cứu 30% bé có mẹ ăn các loại hạt hàng ngày hoàn toàn không có nguy cơ đối mặt với chất dị ứng. Các bạn cùng Hát Sa Ha tìm xem 11 loại hạt mẹ bầu nên ăn để con thông minh là loại hạt nào nhé. 1. Bà bầu ăn hạt chia để con thông minh. Nhìn vào bản thành phần dinh dưỡng của hạt chia, ta thấy hàm lượng dinh dưỡng của hạt này rất phong phú. Cụ thể, trong 100g hạt chia chứa 19,3g omega 3, cao gấp 8 lần so với cá hồi. Lượng omega 3 hạt chia rất cao so với những thực phẩm giàu omega 3 khác. Do hàm lượng omega 3 cung cấp gần bằng nhu cầu omega 3 con người cần hấp thụ hàng ngày nên rất tốt cho việc tái tạo hệ thống tế bào thần kinh cũng như trí não. Ngoài ra, hàm lượng folate hay còn gọi là acid folic có trong 100g hạt chia chứa 83,33mg, cao gấp 2,3 lần so với rau diếp. Folate đặc biệt quan trọng với bà bầu vì bà bầu luôn cần lượng folate nhiều gấp 1,5 lần so với bình thường để bổ sung hồng cầu và phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh của thai nhi và giúp thai nhi khỏe mạnh hơn, thông minh hơn. Cả hai chất omega 3 và folate đều là dưỡng chất thiết yếu và đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi cũng như trẻ nhỏ. Rất hiếm các loại thực phẩm cùng lúc có hàm lượng cao của cả hai vi chất quan trọng này. Ngoài hai vi chất trên thì hạt chia còn cung cấp một số dưỡng chất khác có hàm lượng khá phong phú: chất xơ, canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, vitamin. Những dưỡng chất này đều cần thiết cho mẹ bầu và thai nhi. Ngoài ra còn có tác dụng lợi sữa giúp bà mẹ sau khi sanh có đủ lượng sữa cung cấp cho trẻ nhỏ. Vậy ngay từ bây giờ, mẹ bầu hãy thêm hạt chia vào khẩu phần ăn của mình nhé, vì hạt chia là một trong 11 loại hạt mẹ bầu nên ăn để con thông minh. 2. Công dụng hạt óc chó với bà bầu. Công dụng và hàm lượng dinh dưỡng của quả óc chó với bà bầu không kém gì so với hạt chia. Theo tài liệu chuẩn quốc tế thì 100g nhân quả óc chó có chứa 642 calo, 6,7 gram chất xơ, 15,2 gram chất đạm và 65,2 gram chất béo. Ngoài ra, nhân quả óc chó có thể giúp bà bầu bổ sung vitamin E, omega 3, các loại axit hữu cơ và phốt pho. Đặc biệt, loại axit hữu cơ có trong quả óc chó có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển đại não của thai nhi và trẻ nhỏ. Bằng chứng là theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA phát hành ngày 2 tháng 4 năm 2011. Đã theo dõi, bản so sánh thành phần omega 3 có trong quả óc chó nhiều gấp nhiều lần so với một số loại hạt khác như hạt hạnh nhân, đậu phộng, hạt dẻ cười và quả hồi đào. Đặc biệt, hàm lượng omega 3 có trong quả óc chó lớn gấp 3 lần so với cá hồi. 1 kg nhân quả óc chó bằng 5 kg trứng, bằng 9 kg sữa và bằng 4 kg thịt bò. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra axit béo omega 3 có trong quả óc chó giúp duy trì chất béo cấu trúc, loại chất chiếm 60% chất cần thiết cho não bộ. Loại chất béo cấu trúc này giúp bộ não điều khiển đúng hành vi, tăng cường trí nhớ và nhận thức. Vì vậy, phụ nữ mang thai ăn quả óc chó không những giúp tránh trầm cảm mà em bé còn được bổ sung chất tốt cho não bộ, giúp bé thông minh hơn từ trong bụng mẹ. 3. Quả mắc ca giúp bé thông minh hơn từ trong bụng mẹ. Quả mắc ca có xuất xứ từ Australia là loại hạt ngon nhất trong các loại hạt. Nhưng quả mắc ca rất thơm, khi vừa đưa vào miệng, bạn đã cảm nhận được độ giòn tan mịn trên đầu lưỡi. Nếu không tự kiềm chế thì bạn sẽ bị mùi vị hấp dẫn của mắc ca mê hoặc và bạn ăn hết một ký mắc ca lúc nào không hay. Quả mắc ca không những có mùi vị thơm ngon số 1 mà còn có hàm lượng dinh dưỡng vô cùng phong phú. Nhưng của quả mắc ca có hàm lượng dầu tới 78%, cao hơn hẳn đậu phộng 44,8%.
hạt điều 47%. Trong dầu của mắc ca có trên 87% là axit béo không no, tốt cho cơ thể. Hàm lượng protein trong nhân có tới 9,2%, gồm 20 loại axit amin, trong đó có 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Hạt mắc ca có hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm chất béo, đường, protein, muối khoáng, vitamin B6, vitamin B1, canxi, sắt, phốt pho, v.v. đều là những chất có lợi cho bà bầu và trẻ em, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào với hàm lượng calo cao gấp đôi so với các loại hạt khác. Vì vậy, hạt mắc ca rất thích hợp để bổ sung dinh dưỡng cho bà bầu và thai nhi, đặc biệt là có hiệu quả trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào não. Phụ nữ mang thai nên ăn loại quả này sẽ giúp cho khẩu phần ăn của mình thêm phong phú và góp phần tích lũy năng lượng cho thai nhi. Mặt khác, quả mắc ca còn là loại quả cung cấp nhiều dầu và đạm, giúp cải thiện được chín chén ăn ở bà mẹ mang thai. 4. Bà bầu ăn hạt hạnh nhân tốt cho mẹ và bé. Trong các loại hạt bà bầu nên ăn để con thông minh hơn thì không thể kể thiếu hạt hạnh nhân được. Trong hạt hạnh nhân chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sự phát triển não bộ và kích thích trí năng. Thành phần chính của hạt hạnh nhân bao gồm folate, acid folic và omega 3, canxi, magie. Hạt hạnh nhân chứa phenylalanine giúp trí nhớ của bé được tốt hơn, bé thông minh hơn từ trong bụng mẹ nhờ hàm lượng omega 3 có trong hạnh nhân. Folate và acid folic có trong hạnh nhân rất cần thiết cho các bà mẹ mang thai và là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu cho thai nhi. Bà bầu bổ sung hạt hạnh nhân cho bữa ăn có công dụng phòng tránh dị tật ống thần kinh cho bé khoảng 50-70%. Ngoài ra, chất này còn tái tạo hồng cầu, chống thiếu máu cho bà mẹ mang thai, giúp mẹ bầu giảm stress trong suốt quá trình thai kỳ. Ngoài ra, hạt hạnh nhân còn giàu magie, giúp giảm nguy cơ sinh non và giúp hệ thống ống thần kinh của thai nhi phát triển hoàn hảo. Bà bầu ăn hạt hạnh nhân không những tốt cho thai nhi mà còn phòng ngừa được chứng bí tiểu tiện thường gặp trong suốt thời gian mang thai. 5. Các loại hạt đậu tốt cho mẹ bầu. Các loại đậu hạt: đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu ngự là những thực phẩm không thể thiếu đối với phụ nữ mang thai. Trong đậu có chứa nhiều protein, giàu canxi, kali, kẽm, vitamin B6, magie, folate và axit alpha, linolenic đều là những chất cần thiết cho mẹ và bé. Trong đậu hạt có chứa các thành phần dinh dưỡng được tìm thấy trong thịt động vật. Mặt khác, trong đậu hạt chứa nhiều kẽm giúp giảm nguy cơ sinh non, sinh nhẹ cân hoặc kéo dài thời gian chuyển dạ. Trong các loại hạt đậu thì bà bầu nên bổ sung nhiều đậu đỏ vì đậu đỏ rất giàu thành phần sắt. Chất sắt trong đậu đỏ giúp máu và cơ thể vận chuyển oxy đều đặn tới các tế bào và tới thai nhi được tốt nhất. Có khả năng cải thiện hệ miễn dịch, tốt cho sức khỏe và sự phát triển của não và điều hòa nhiệt độ cơ thể. Bên cạnh đó, đậu đỏ còn giúp mẹ bầu tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh vì trong đậu đỏ rất dồi dào chất chống oxy hóa. Vitamin B1, vitamin B6 có trong đậu đỏ còn giúp chị em bầu giảm mệt mỏi, giảm stress và tăng khả năng lưu thông máu. Chất xơ trong hạt đậu đỏ có công dụng làm giảm đáng kể lượng cholesterol trong máu, giảm nguy cơ bị huyết áp cao trong thai kỳ. Dưỡng chất này còn giúp mẹ bầu tránh mắc bệnh táo bón, trĩ khi mang bầu và còn giúp chữa phù nề cho bà bầu khi mang thai. Ăn nhiều đậu đỏ sau sinh còn giúp chị em dồi dào sữa. Vitamin B6 và chất xơ trong đậu đỏ còn giúp mẹ bầu làm đẹp da và giảm béo sau sinh hiệu quả. Với những công dụng của đậu hạt thì mẹ bầu nên bổ sung thêm các loại đậu vào khẩu phần ăn của mình nhé. 6. Hạt dẻ cười với bà bầu. Cũng như loại hạt trên, hạt dẻ cười chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho mẹ bầu và thai nhi. Trong hạt dẻ cười chứa vitamin C giúp thai phụ giảm mệt mỏi và giảm stress. Hạt dẻ cười còn chứa các vitamin nhóm B như folate, khoáng chất, canxi, sắt, phốt pho, magie, mangan, đồng, kẽm, selen và nguồn kali dồi dào. Hạt dẻ cười giàu axit béo đơn không bão hòa như axit oleic có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL trong máu, đồng thời có khả năng duy trì mức độ lipid ổn định trong cơ thể bà bầu. Hạt dẻ cười còn là nguồn tuyệt vời của các chất chống oxy hóa như carotene, vitamin E và các hợp chất polyphenolic thúc đẩy khả năng miễn dịch của người mẹ. Nhiều loại vitamin B phức tạp quan trọng như riboflavin, niacin, thiamin, acid, pantothenic, vitamin B6 và folate nên hạt dẻ cười có thể hỗ trợ tối ưu phát triển thai nhi. Đồng thời, các chất này cũng cần thiết trong quá trình trao đổi chất, truyền dẫn ở thần kinh,
cũng như tổng hợp hồng cầu trong cơ thể người mẹ. 7. Hạt sen giúp bé yêu trong bụng thông minh hơn. Hạt sen giúp an thần, giảm stress cho bà bầu. Hạt sen cung cấp dưỡng chất như protein, lipid, glucid, canxi, phosphor, sắt, vitamin B1, B2, PP, C và giúp bà bầu phát triển mạnh hơn. Ngoài ra, hạt sen còn có tác dụng giúp mẹ bầu có một giấc ngủ ngon, cải thiện làn da, giúp bé yêu trong bụng thông minh hơn và đặc biệt là bà bầu ăn hạt sen giúp cải thiện vòng một song sinh một cách hiệu quả. Hạt sen rất giàu canxi, đạm, phosphor. Bà bầu nên ăn hạt sen sẽ có tác dụng ích tâm, bổ thận, kiện tỳ, cố tinh, an thần, có công dụng dưỡng tâm, ích trí, rất tốt cho sự phát triển thần kinh và trí não của thai nhi. Vì thế, các mẹ nhớ ăn hạt sen trong quá trình mang bầu để các bé sinh ra khỏe mạnh và thông minh hơn nhé. 8. Hạt dưa. Hạt dưa chủ yếu hay được dùng trong dịp Tết, nhưng đặc biệt bà bầu nên dùng hàng ngày để bổ sung dinh dưỡng. Hạt dưa tuy nhỏ bé nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng như lipid, vitamin B1, B2, E, PP, canxi, sắt, kẽm, phosphor, selen, v.v. Ngoài ra, trong hạt dưa chứa protein là chất đạm không thể thiếu cho thần kinh, tốt cho cơ bắp, huyết dịch, nội tạng và xương khớp. Hạt dưa còn chứa glucid là thành phần chính cấu tạo các tế bào và hệ thống thần kinh. Từ bây giờ, mẹ bầu nên ăn thêm hạt dưa để thai nhi được bổ sung thêm dưỡng chất và khỏe mạnh. Nhưng bà bầu chú ý không nên ăn hạt dưa để tẩm ướp gia vị thay phẩm màu nhé. 9. Hạt hướng dương cho mẹ bầu. Hạt hướng dương là loại hạt có hàm lượng protein lớn hơn so với các loại hạt khác mà nhiệt lượng tương đối thấp. Không những thế, hạt hướng dương còn chứa vitamin E và các loại axit có khả năng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp mẹ bầu an thai và giảm nguy cơ sảy thai. Ngoài ra, trong hạt hướng dương còn có nguyên tố sắt, kẽm, kali, magie giúp mẹ bầu đề phòng hiện tượng thiếu máu. Tuy nhiên, các mẹ nên chú ý đến chất lượng hạt hướng dương, tuyệt đối không ăn hạt mốc, hạt ẩm hay tẩm ướp quá nhiều phụ gia. 10. Hạt bí ngô. Hạt bí không chỉ tốt cho sự phát triển trí não của thai nhi mà còn tốt cho thận, dạ dày, giúp nhuận tràng, cầm máu và nó cũng giúp mẹ bầu giảm bớt nguy cơ bị trầm cảm và cảm thấy thoải mái, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn hơn. 11. Hạt thì là. Hàm lượng chất sắt dồi dào trong hạt thì là giúp đáp ứng nhu cầu chất sắt của thai phụ. Ăn hạt thì là còn rất có lợi cho sự phát triển xương của em bé. Sau khi nghiên cứu 11 loại hạt mẹ bầu ăn để con thông minh, thì ngay bây giờ các mẹ bầu hãy thêm các loại hạt vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình nhé. Ăn các loại hạt không những giúp bà bầu bổ sung những chất quan trọng cho mẹ và bé, mà còn giúp bà bầu kiểm soát được cân nặng, làm đẹp da và giữ được vóc dáng xinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hát Sa Ha của chúng tôi. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp ích được cho các mẹ bầu. Nếu các bạn còn thắc mắc gì hay có chia sẻ về vấn đề này, thì hãy để lại cảm nhận bên dưới cho mọi người cùng tham khảo nhé. Và đừng quên ấn vào nút subscribe, đăng ký bên dưới để thường xuyên theo dõi những video hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!